vị chiều ngày 2 tháng 4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự cho biết, đơn vị này gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án kinh tế tham nhũng liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh với tổng số tiền phải bồi thường thi hành án là 122 tỷ, hiện đã thi hành xong hơn 31 tỷ, còn lại 91 tỷ đồng phải thi hành. Còn các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng có tổng số tiền phải bồi thường là 785 tỷ đồng, tuy nhiên hiện nay mới thi hành được hơn 8 tỷ đồng, còn khoảng 777 tỷ đồng. Trong đó, riêng ông Đinh La Thăng có trách nhiệm bồi thường hơn 600 tỷ đồng, nhưng mới thi hành được 4,5 tỷ đồng. Đại diện Tổng cục Thi hành án Dân sự cũng cho biết, ông Đinh La Thăng có duy nhất một tài sản là căn chung cư của hai vợ chồng ở khu đô thị Sudico, Sông Đà, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Sơn cho biết, căn chung cư của hai vợ chồng ông Đinh La Thăng ở khu đô thị Sudico, Sông Đà, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thì cơ quan thi hành án đã xử lý xong. Theo quy định về thi hành án, vợ ông Thăng đã nộp một nửa số tiền để thi hành án cho chồng, xử lý xong căn nhà này. Số tiền phải thi hành án rất lớn, nhưng khi xét xử và tổ chức thi hành án thì tài sản xác minh được, tài sản kê biên trong quá trình điều tra, truy tố không nhiều, thi hành án phải có tài sản để xử lý. Nên theo ông Nguyễn Văn Sơn thì đây cũng là việc khó khăn lớn nhất. Hiện ông Đinh La Thăng phải chấp hành hình phạt từ 4 bản án với tổng thời hạn tù là 30 năm tù. Trước tòa, ông Thăng từng nhiều lần nhắc đến chuyện mình không có tiền nên không có đủ khả năng thi hành các bản án dân sự với trách nhiệm bồi thường lên đến hơn 600 tỷ đồng.